Mesut Ozil đã quyết định hủy hợp đồng với Barca Sevilla để giải nghệ ở tuổi 34. Dù thi đấu 45 phút trong trận đấu gần nhất của Barca Sevilla vào hôm thứ Năm, Mesut Ozil đã quyết định bỏ tập vào ngày hôm sau. Cánh truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cụ thể là tờ Fanatic, cựu tiền vệ của Arsenal, đã thông báo với những đồng đội của mình sau thất bại trước Kayserispor hôm 2 tháng 2 rằng Ozil quyết định từ bỏ bóng đá. Barca Sevilla đang thực hiện những quá trình cần thiết để chấm dứt hợp đồng với tiền vệ người Đức. Nhà báo Jakub Gina cho hay, tiền vệ 34 tuổi đã không còn là người của đội bóng thành phố Istanbul. Như vậy, Mesut Ozil cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết trong sự nghiệp. Một dấu mốc có thể xem như là lối giải thoát cho những khổ ải mà tiền vệ người Đức phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Nhưng với người hâm mộ, đó thực sự là một nỗi tiếc nuối cùng cực. Một tiền vệ tài hoa từng được săn đón cùng với một cái chân trái ma thuật, từng khoác lên mình những màu áo danh giá nhất từ đội tuyển quốc gia cho đến câu lạc bộ. Một tiền vệ từng bước lên đỉnh cao thế giới, được xếp vào đội ngũ những tiền vệ tấn công hàng đầu ở thập niên trước. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Cụm từ giải nghệ do chính Ozil thốt ra trông thật nhẹ nhàng với cá nhân anh, nhưng nó lại thật nặng nề với những ai yêu mến chàng tiền vệ tài hoa này. Từ chỗ một người hùng trở thành kẻ bị chính quốc gia mình hết lòng phụng sự căm ghét, đội bóng mà mình từng cống hiến hết khả năng ruồng rẫy. Cuộc đời bạc đãi anh vô vàng, nhưng những ký ức về Mesut Ozil vẫn nằm trong tim những ai yêu bóng đá đẹp và sẽ không bao giờ đổi thay. Vậy Mesut Ozil sẽ được nhớ đến như thế nào? Nếu trong tư cách là một cầu thủ bóng đá thì anh có lẽ đã hết thời. Ozil bây giờ như một truyền thuyết vậy. Những đường chuyền, những pha kiến tạo ảo ma của anh chỉ còn ít người nhắc đến. Dẫu vậy, một thuở vàng son của Ozil thật đáng để ngưỡng mộ. Anh bắt đầu chơi bóng tại ngôi trường Athens Catholic thuộc thành phố Gelsenkirchen, nằm ở phía bắc của vùng Ruhr thuộc tiểu bang North Rhine-Westphalia, nơi thường được gọi là lồng khỉ. Mặt sân ở đây đầy bụi và sỏi đá, trên đầu là lưới thép và các dầm kim loại mỏng đang chéo vào nhau. Đây là một trong những nơi khiến con người ta phải khao khát thoát ra, và Mesut Ozil đã làm được điều đó. Anh trở thành thành viên của đội một Schalke 04 vào năm 17 tuổi, chuyển sang Werder Bremen trước khi chuyển đến Real Madrid, rồi cùng Đức giành huy chương đồng World Cup 2010 và đỉnh cao là chiếc huy chương vàng 4 năm sau đó. Mesut Ozil gia nhập Arsenal vào ngày cuối cùng của phiên chợ hè 2013, khi anh đã 24 tuổi, độ tuổi sung mãn nhất của một cầu thủ với mức giá kỷ lục câu lạc bộ lúc bấy giờ. Khi đó, Arsenal trải qua 8 năm trắng tay, họ phải bán hàng loạt trụ cột. Vì thế, vụ tuyển mộ Ozil, một tiền vệ đẳng cấp thế giới, là một cú hích cực lớn, mang lại một làn gió tươi mới và được coi là biểu tượng của một kỷ nguyên mới tại Emirates. Mesut Ozil được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội bóng này. Đó có lẽ là bản hợp đồng thú vị nhất, Robin Lewis, người sáng lập kênh Arsenal Fan, nhớ lại. Khi bản hợp đồng được xác nhận, hàng trăm cổ động viên đã vây kín các con phố xung quanh Emirates và hô vang tên của Mesut Ozil. Tôi nhớ rằng mình đã phỏng vấn một anh chàng, và anh chàng này nói rằng đây chính là bản hợp đồng bước ngoặt, là sự khởi đầu mới. Trong khoảng thời gian khoác áo Arsenal, Mesut Ozil cùng các đồng đội đã giành 3 FA Cup và tạo ra vô số vàng. Mesut Ozil cùng các đồng đội đã đoạt 3 FA Cup và tạo ra vô vàng những khoảnh khắc khó quên. Ozil có thể làm những điều mà không ai có thể làm được, tung ra những đường chuyền chết chóc hay ghi bàn theo kiểu dứt điểm chặt bóng đặc trưng. Ozil sút bóng chạm đất và nảy qua người thủ môn, một kỹ thuật đầy sáng tạo mà chẳng ai có thể làm được ngoài anh. Trong mùa giải đỉnh cao nhất 2015-2016, Mesut Ozil có 19 kiến tạo, thành tích chỉ kém huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne trong kỷ nguyên ngoại hạng Anh. Cậu ấy tạo ra những khoảnh khắc chói sáng và khiến cả nước Anh phải đứng hình và theo dõi trong kinh ngạc, như bàn thắng vào lưới của Ludogorets tại vòng bảng Champions League mùa 26-27. Ozil lốp bóng vượt qua thủ môn rồi làm động tác giả khiến hai hậu vệ đối phương trôi đi, đưa bóng về chân trái rồi dứt điểm vào lưới trống. Không nhiều cầu thủ trên thế giới có thể làm được điều đó. Arsene Wenger, người được mệnh danh là giáo sư, cũng là thầy của Mesut Ozil, đã nhận xét về anh như sau: nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ yêu việc xem Ozil chơi bóng. Thời của Arsene Wenger, nhiều câu lạc bộ có sự kết hợp giữa những công nhân và nghệ sĩ. Họ thi đấu với tôn chỉ, hai tiền vệ phòng ngự phải hoạt động năng nổ để bọc lót cho số 10 thoải mái phía trên. Đó cũng là thứ bóng đá khiến cho chiến lược gia người Pháp hình dung khi chuyên mộ Ozil về với Arsenal. Nhưng mà kỷ nguyên đó dần khép lại và thật trớ trêu bởi quan niệm phong cách thi đấu mới lại xuất hiện từ chính quê hương Đức của Ozil.
ngày 19 tháng 12 năm 1998, trên một chương trình truyền hình thể thao tại Đức, Ralf Rangnick đã thực hiện một bài thuyết trình về thứ bóng đá pressing. Khi không có bóng thì cả đội, xuất phát từ những cầu thủ tấn công, sẽ cùng di chuyển để bắt hết các đường chuyền của cầu thủ đối phương, gây sức ép để giành lại trái bóng ngay lập tức. Khi đó, việc cầu thủ di chuyển với cường độ cao trong suốt cả trận đêm pressing là điều phi thực tế. Nhưng 20 năm sau, thứ bóng đá từng bị coi là cổ lỗ sĩ của Ralf Rangnick trở thành phong cách thi đấu của nhiều đội bóng châu Âu. Và các cầu thủ bây giờ thi đấu đẹp mắt thôi là chưa đủ, mà họ cần phải có mục đích rõ ràng. Thế là bóng đá pressing lên ngôi. Vị trí thiệt thòi nhất chắc chắn là số 10. Và Liverpool của Jurgen Klopp hay Man City của Pep Guardiola có thể coi là biểu tượng của bóng đá trong kỷ nguyên mới. Cũng chính vì vậy, Mesut Ozil đã không thể vươn tầm xa hơn, không còn đất diễn, mặc dù anh sở hữu mọi tố chất để trở thành một huyền thoại. Tiền vệ người Đức sau cùng bị mắc kẹt trong ngục tối mạ vàng ở Arsenal khi mà thời cuộc đã triệt tiêu mọi số 10 cổ điển. Anh chỉ đá 184 trận tại ngoại hạng Anh, ít hơn cả Jose Benayoun và Alisson, những tiền vệ không mấy tiếng tăm và chẳng bao giờ đủ sức đứng ngang hàng với Mesut Ozil. Nhưng cũng giống như họ, Ozil vẫn chưa thể vô địch ngoại hạng Anh một lần nào, chẳng được trao giải cầu thủ hay nhất mùa và chưa biết được cảm giác chơi tứ kết Champions League trong màu áo Arsenal. Nhà báo Ken Early của tờ Irish Times hồi tháng 1 năm 2021 đã miêu tả sự nghiệp của Mesut Ozil tại Arsenal là 7 năm xuống dốc một cách từ từ. Đây rồi, cái kết của Ozil trở nên thật chua chát đến lạ. Ozil đến Emirates mang theo quá nhiều kỳ vọng, anh được coi là sự giải thoát cho Arsenal, cho các cổ động viên, là sự bùng nổ sau những năm tháng không danh hiệu. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị mắc kẹt. Arsenal bị trói buộc bởi bài hợp đồng, các cổ động viên bị kẹt dưới sự cảm thông và thù hận, còn bản thân Mesut Ozil bị đọa đày trong những năm tháng đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Những ngày cuối cùng ở London, Ozil giống như người thừa, dù ảnh hưởng lương cao nhất đội. Ozil vắng mặt trong mọi trận đấu, nhưng lại luôn xuất hiện trên những trang nhất của các mặt báo, khiến cho chính phủ nhiều nước phải khó chịu, và các phóng viên luôn nhắc về Ozil trong mọi cuộc họp báo. Những đóng góp của Ozil lúc này không còn nằm trên sân, mà nó thuộc về lĩnh vực khác, như khi anh có những hành động và phát biểu giúp chống lại sự phân biệt chủng tộc, tôn giáo, nhân quyền và tài chính. Dẫu vậy, điều đó lại gây hại cho anh và câu lạc bộ. Tháng 12 năm 2019, Ozil cho rằng cộng đồng Hồi giáo đã im lặng trước tình trạng Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Đến bây giờ, vẫn có rất ít người nổi tiếng nói về những người Duy Ngô Nhĩ. Ozil là một trong những người đầu tiên lên tiếng về vấn đề này, và cái giá phải trả là rất đắt. 3 ngày sau khi Ozil có những chia sẻ trên Twitter, kênh truyền hình Trung Quốc CCTV đã hủy phát sóng trận Arsenal và Man City. Tiền vệ sinh năm 88 cũng bị xóa khỏi trò chơi Pro Evolution Soccer phiên bản Trung Quốc, trong khi tài khoản Weibo sở hữu hơn 4 triệu lượt theo dõi của anh cũng bị đóng. Arsenal sau đó phát đi thông báo cho khẳng định hành động của Ozil hoàn toàn mang tính cá nhân, và đội bóng này luôn tuân thủ nguyên tắc không liên quan đến chính trị. Dù vậy, Arsenal sau đó lại công khai ủng hộ phong trào Black Lives Matter và lên tiếng về sự tàn bạo của cảnh sát ở Nigeria. Cũng trong tháng 12 năm 2019, Arsenal bổ nhiệm Mikel Arteta. Ban đầu, mối quan hệ giữa Ozil và Arteta rất tốt đẹp, khi tiền vệ người Đức đã chính cả 10 trận ngoại hạng Anh đầu tiên trong triều đại mới. Nhưng khi bóng đá trở lại sau Covid-19 vào tháng 5, Ozil bị gạch tên khỏi kế hoạch của Arteta. Anh không đá một phút nào, và sau khi ngồi dự bị ở 2 trong 3 trận đầu tiên, Ozil thậm chí còn không được Arsenal đăng ký ở những trận tiếp theo. Tháng 10 năm 2020, sau quyết định gạch tên Ozil khỏi danh sách tham dự ngoại hạng Anh, Arteta nói rằng ông đã thất bại trong việc giúp Ozil tìm lại phong độ cao nhất, và khẳng định việc thải loại tiền vệ người Đức là vì lý do chiến thuật. Theo tờ The Times, cả Arteta lẫn huấn luyện viên tiền nhiệm Emery đều muốn xây dựng lối chơi xung quanh Ozil, nhưng rồi cả hai đều nhanh chóng thay đổi quyết định. Bầu không khí ở các buổi tập của Arsenal bỗng chốc ngột ngạt và nặng nề khi Ozil vẫn tập luyện dù không được đăng ký thi đấu. Tại ngoại hạng Anh, các đội luôn có một nhóm cầu thủ chơi thân với nhau, thường là những người này nói chung một thứ ngôn ngữ. Ở Arsenal, Ozil chơi thân với Kolasinac, Mustafi, Socrates, những người cùng nói tiếng Đức, và cả Guendouzi. Và sự khó chịu của Arteta với Ozil đã được thể hiện trong cuộc thanh trừng ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, khi tất cả những cái tên kể trên đều phải khăn gói rời Emirates. Đầu tháng 8 năm 2020,
Arsenal thông báo cắt giảm 55 nhân viên của đội bóng từ mùa giải mới do khủng hoảng tài chính bởi Covid-19. Một trong số đó có Jerry Quay, người đóng linh vật Gunnar Solskjaer của Arsenal trong những trận sân nhà. Ozil rất nhanh đề nghị bỏ tiền túi để trả lương cho Jerry Quay. Hành động đó của Ozil giống như một pha kiến tạo đẳng cấp qua hai chân của đối phương. Nó cho thấy sự hào hoa của Ozil, nhưng lại là sự sỉ nhục dành cho ban lãnh đạo Arsenal. Sự việc liên quan tới linh vật Gunnar Solskjaer có thể coi là giọt nước tràn ly, khép lại những ngày cay đắng và chua chát của Ozil giữa London xa hoa. Tầm ảnh hưởng ngoài bóng đá của Ozil dần trở nên thừa thãi, và sau cùng thì Arsenal cũng nhận ra điều đó. Ozil như một món trang sức xa xỉ được mang về trong lúc cao hứng, rồi sau đó bạn dần trở nên xấu hổ vì món đồ đó. Nó như một chiếc bình pha lê ráng lệ phủ đầy bụi trên gác xếp, hay một chiếc xe sang chạy sang nằm ở một góc gara, trong khi những người hàng xóm đang trầm trồ về chiếc xe điện đời mới nhất của bạn. Theo Dietmar Hamann, Mesut Ozil đã không phát huy được hết tiềm năng của bản thân. Cậu ấy đủ khả năng để làm nên những điều chưa từng có trong lịch sử ngoại hạng, nhưng tôi cho rằng Ozil sẽ không được coi là một cầu thủ vĩ đại của Arsenal hay một huyền thoại tại ngoại hạng Anh. Trên thang điểm 10, tôi chỉ chấm 5 hoặc 6 điểm cho những gì cậu ấy thể hiện. Tôi nghĩ Ozil chưa phát huy được hết tiềm năng. Đến khi Ozil chấm dứt những quãng ngày tăm tối tại Arsenal và đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi anh kỳ vọng sẽ tìm thấy sự bình an và niềm vui tại nơi đất tổ, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Anh tiếp tục bị kéo vào những lùm xùm không đáng có với các đội bóng chủ quản. Từ chỗ giống như người hùng trong mắt các cổ động viên Fenerbahce, Ozil bỗng trở thành kẻ bị ghét bậc nhất tại câu lạc bộ. Màn trình diễn đáng thất vọng của Ozil trong 18 tháng tại Fenerbahce không phải nguyên nhân duy nhất khiến các cổ động viên giận dữ với anh. Ngay cả khi anh xảy ra xung đột với huấn luyện viên tạm quyền Ismail Kartal và đồng đội Ozan Tufan cũng không. Đỉnh điểm của cơn phẫn nộ chỉ đến khi Ozil chấp nhận chuyển đến Istanbul Başakşehir, kình địch cùng thành phố với Fenerbahce, một hành động bị xem là phản bội. Để rồi, sau nửa năm khoác áo Başakşehir, Ozil cuối cùng cũng đã chịu giải thoát cho mình. Anh chỉ chơi 7 trận tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa này, trong đó duy nhất một trận đá chính, trở nên lạc lõng giữa tập thể và mất hết động lực thi đấu. Một cái kết đẹp đã không diễn ra với Mesut Ozil tại Istanbul, một thành phố nằm giữa hai châu lục. Đó như là hình ảnh phản chiếu của chính tiền vệ người Đức trong những năm cuối cùng của sự nghiệp đỉnh cao. Ozil luôn đứng giữa lành răng, yêu và ghét, trở thành một biểu tượng của sự đối nghịch không hồi kết của bóng đá. Dẫu vậy, những mảng ký ức về Mesut Ozil sẽ không bao giờ phai tàn. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through.